cô đến với trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Và hôm nay trường đại diện trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, chúng tôi rất là cảm ơn các thầy cô đã sắp xếp công việc để đến thăm SIU. Và cũng nhân đây là xin cảm ơn sự hỗ trợ của các quản lý, giáo viên, nhân viên của bậc tiểu học IPS và bậc tiểu học IMS vượt trong cái thời gian mà hai campus của SIU xây dựng đã hỗ trợ hết mình trong cái công tác, các cái công tác chuyển cơ sở và sắp xếp cơ sở mới cho trường Đại học Sài Gòn. Và cũng mong là qua cái buổi hôm nay thì sẽ tiếp tục nhận được cái sự hỗ trợ của thầy cô trong công tác phát triển hơn nữa thương hiệu trường Đại học Sài Gòn đến học sinh của tập đoàn mình. Là rất là vui mừng hôm nay là cũng có dịp để tiếp đón các thầy cô ở bên trường học AKS. Cũng tháng vừa rồi cũng trường cũng có dịp tiếp đón các quản lý ở bên AKS rồi. Thì từ lúc mà đi vào làm thì trường đã được tiếp đón rất là nhiều các quản lý cũng như các nhà giáo dục ở các trường khác đến thăm trường. Thì hôm nay nhân dịp tới thăm của các quản lý bên AKS thì tôi cũng đại diện trường Đại học Quốc tế Sài Gòn giới thiệu đôi nét về trường một chút để chúng ta hiểu hơn và có gì hỗ trợ trong việc thành công của trường cho hôm nay. Thì chúng ta cũng biết là trường Đại học Quốc tế Sài Gòn của mình thì thuộc tập đoàn Fairtrade, không bao gồm việc nghiên cứu, ta cũng biết tiểu học IPS, trung học AKS và trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thì chúng ta cũng biết rằng là mình được nhận cấp phép thành lập từ năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng cho tới 2008 mình mới chính thức hoạt động và tiếp nhận khóa đầu tiên. Thì từ 2008 cho tới 2013 thì đã có được 6, mình đã tuyển sinh có 6 khóa học và 6 và 2 khóa liên thông. Và theo số liệu thống kê thì mình đã có 841 sinh viên đã và đang học ở trường. Bởi vì là trường quốc tế, có tính chất quốc tế nên là nhà trường luôn hướng tới cái việc hợp tác quốc tế. Nhà trường rất chú trọng cái vấn đề này. Thì hiện trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cũng như chúng ta cũng đã biết đó là thành viên của hiệp hội phát triển dân thương, ngành dạy dân thương tại trường đại học AACMB và hiệp hội quốc tế các trường đại học EACB. Và hai tổ chức này đều ở Hoa Kỳ, đây là những tổ chức kiểm định hàng đầu của thế giới. Thì nói sơ qua về hai tổ chức này để chúng ta biết cái sự uy tín cũng như là lâu đời của hai tổ chức này. Thì cũng xin đề xuất minh văn ở trong website của các tổ chức để cho chính xác thông tin. Thì chúng ta cũng thấy rằng là theo thông tin chính thức của website của ACP thì tổ chức thành lập này được lập năm 1916, chúng ta thấy rất là lâu và hiện tại thì nó có hiện diện ở trên, có thành viên ở trên 83 quốc gia và có hơn 1.350 thành viên. Chúng ta cũng đủ thấy là sự lâu đời và sự uy tín của những cơ quan kiểm định. Và hiện tại trường Đại học Quốc tế Sài Gòn là thành viên của AACMB và chúng ta cũng thấy được giá trị của trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Ngoài ra còn một tổ chức kiểm định nữa, đó là cái tiệm tổ chức AACMB tuy ra đời sau này chỉ có thành lập năm 1997 thôi, nhưng mà cho tới nay chúng ta thấy là tổ chức này đã trở thành một trong những cơ quan kiểm định về chất lượng và chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Chúng ta cũng thấy cái số lượng của nó là bây giờ có khoảng 200 thành viên và 800 chương trình được kiểm định ở Mỹ và khắp thế giới. Thì chúng ta thấy là hiện tại trường đều là thành viên của hai tổ chức trên. Như tôi mới đề cập phía trên thì trường rất là chú trọng đến việc là hợp tác quốc tế, nên ngoài những cái tổ chức kiểm định này thì mình luôn tìm kiếm các trường học hàng đầu thế giới.
như chúng ta cũng đã biết là mình đang là hợp tác với các trường như Suffolk ở bên Boston, là Truman ở bang Missouri, hai trường đại học ở bên Mỹ, và có những một số trường ở bên Anh như là Buckinghamshire ở London, hay là Rishimakan, hay là Asia Pacific ở Nhật Bản. Chúng ta thấy những trường hợp tác của mình là nằm ở những nước tiên tiến hàng đầu. Bây giờ tôi xin sơ qua chương trình đào tạo của trường để chúng ta nắm rõ một chút. Thì hiện trường mình đang đào tạo bậc cao đẳng đại học. Ở đại học thì mình có 3 ngành, đó là quản trị kinh doanh, khoa học máy tính và kỹ năng ngôn ngữ Anh, gọi là đại học là ngôn ngữ Anh. Đặc biệt trong cái quản trị kinh doanh, chúng ta lưu ý cái ngành quản trị kinh doanh thì chúng ta có 5 cái chuyên ngành tùy vào sinh viên lựa chọn trong quản trị kinh doanh. Quản trị kinh doanh thì có 5 chuyên ngành, đó là quản trị kinh doanh này, quản trị du lịch, thương mại quốc tế, kinh tế đối ngoại, marketing, đó là các chuyên ngành của quản trị kinh doanh. Và chúng ta lưu ý chỉ có 3 ngành chính, đó là quản trị kinh doanh, khoa học máy tính và ngôn ngữ Anh. Về bậc cao đẳng thì chúng ta có 2 ngành thôi, đó là quản trị kinh doanh và tiếng Anh. Thì ở bậc cao đẳng quản trị kinh doanh chỉ gồm 3 chuyên ngành nhỏ thôi, đó là quản trị kinh doanh, kinh tế nước ngoài và phát triển, đó là chuyên ngành nhỏ. Đó là bậc đại học cao đẳng thì chúng ta có những ngành đó. Về điều kiện tuyển sinh thì chúng ta đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt đó, thì chúng ta phải yêu cầu tuyển sinh là phải có điểm sàn kỳ thi, đạt điểm sàn kỳ thi tuyển sinh đại học hàng năm theo bộ quy định. Và đối với bạn nào theo học chương trình tiếng Việt này thì chúng ta không cần phải yêu cầu được tiếng Anh của bạn. Nếu các bạn rồi đối với chương trình dạy tiếng Anh thì bằng tiếng Anh thì chúng ta cứ phải thi đại học đạt điểm sàn trở lên, chúng ta lên đạt điểm sàn trở lên. Và do là học tiếng Anh nên phải có tiếng Anh đầu vào. Đối với đại học á, thì nếu mà TOEFL là khoảng 500 IBT, so là 61 IBT, cũng phù với International Base Test hoặc là IELTS 5.5 đối với đại học. Còn cao đẳng thì chúng ta chỉ có 45, TOEFL 450 và IBT là 45 và IELTS là 5.0. Thì chúng ta tùy vào đó là các bạn học đại học hoặc là chương trình bậc cao đẳng. Thì đối với chương trình chúng ta phải có đầu vào. Còn một chương trình nữa là chúng ta có chương trình chuyển tiếp du học. Chuyển tiếp du học thì chúng ta không cần thi đại học, không cần được. Nhưng mà cái điều kiện là chúng ta sẽ xét cái học tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là tương đương, hoặc là chúng ta xét tuyển học bạ lớp 12. Và tất cả do là chương trình chuyển tiếp du học cũng phải có yêu cầu bằng tiếng Anh. Và chúng ta lưu ý rằng cái đối với chương trình trực tiếp du học này đó, nếu bạn nào mà học chương trình trực tiếp ấy, thì các bạn sẽ học 2 năm ở đây, 2 năm còn lại chúng ta sẽ chuyển tiếp qua các trường đối tác với SIU. Chúng ta không được học 2 năm còn lại đâu, nó khác cái chương trình nha, chúng ta lưu ý. Đó là bản chương trình chính ha, chương trình học tiếng Việt, tiếng Anh và chương trình liên thông. Và đối với chương trình liên thông, cho tới nay thì mình đã được tổ chức 2 khóa, 3 khóa liên thông. Thì đối với điều kiện tuyển sinh của chương trình liên thông đại học này á, thì chúng ta phải coi như là lúc trước thì chúng ta chỉ cần tốt nghiệp loại khá là chúng ta có thể liên thông được liền. Nhưng mà bây giờ do quy chế mới của Bộ Giáo dục Đào tạo thì chúng ta phải tốt nghiệp sau 36 tháng, sau khi mà chúng ta được bằng tốt nghiệp đó, sau 36 tháng thì chúng ta mới được liên thông. Không chỉ áp dụng cho trường mình, đây là quy chế chung cho toàn quốc. Thì sau tốt nghiệp học, sau 3 năm, từ khi ngày mà chúng ta nhận được bằng tốt nghiệp thì chúng ta mới được liên thông. Chúng ta lưu ý.
Nhưng chúng ta có thể liên thông liền, nếu mà chúng ta học cơ bản chúng ta có thể liên thông lên đại học. Nhưng với một điều kiện là sao? Chúng ta phải thi đại học. Đó. Chúng ta phải thi đại học nếu mà chúng ta muốn liên thông liền. Khi học cao đẳng, chúng ta muốn liên thông nào thì chúng ta phải thi đại học. Giống với các bạn lớp 12 thi đại học bình thường. Đó là cái điều kiện nếu các bạn nào muốn đó là cái điều kiện. Đây là quy chế chung cho tất cả. Đó là cái chương trình như sau. Thì sơ qua thì chúng ta cũng biết là chương trình thì có bằng tiếng Việt và tiếng Anh, thì học phí là đối với chương trình tiếng Việt là khoảng 41 triệu 48 triệu một năm, và chương trình tiếng Anh thì khoảng 108 đến 118 triệu. Chúng ta thấy rằng là trong 5 năm qua thì chương trình học bổng của Siêu đã thực hiện gần 46 tỷ đồng dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc ở bậc trung học phổ thông, sinh viên các nguyện vọng 1, 2, 3, và đặc biệt là hỗ trợ học sinh chương trình kỹ năng tiếng Anh và tin học. Đặc biệt là chúng ta biết là ở trường chúng ta đào tạo tiếng Anh rất là nhiều và rất là kỹ. Tất cả sinh viên, tất cả các ngành đều trải qua 6 học kỳ như là 3 năm học tiếng Anh, thì nhà trường sẽ hỗ trợ chương trình. Và ngoài ra chúng ta còn một cái chương trình học tin học thì chúng ta chú trọng rất là tiếng Anh rất là nhiều, ngoài ra những cái kỹ năng tin học nữa. Các sinh viên được học các phần mềm của PowerPoint, Access, PowerPoint đầy đủ. Đây là những cái phần chương trình học này chúng hỗ trợ. Thì chúng về công nhận quốc tế thì chúng ta biết rằng là sinh viên mà học 2 năm tại trường thì chúng ta có điều kiện tuyển sinh chuyển tiếp học tại các trường khác mà có đối là đối tác của trường, hoặc những trường mà không có thể đối tác của trường, một số bạn đã làm như vậy. Và khi mà tốt nghiệp ở tại trường thì chúng ta có thể học thạc sĩ tiến sĩ ở các trường khác. Ví dụ đây có một vài điển hình, các bạn là sinh viên Nguyễn Nhân Vĩ Thanh Xuân, chúng ta thấy tại Suffolk University. Mặc dù bạn học cao đẳng hơn nhưng mà chúng bạn đã chuyển tiếp qua Suffolk. Rất là hay, các bạn biết là Nguyễn Thanh Hương là khi mà đầu tiên bạn chuyển qua Truman trước thì bạn nhận được học bổng 4.000 đô. Thì sau một học kỳ bạn lại được chuyển qua Suffolk. Chúng ta thấy chúng ta chuyển nhiều đang học đại học thì sẽ học chuyển qua Truman, bạn học ở Truman một học kỳ để chuyển qua Suffolk tiếp. Chúng ta thấy là cái điều kiện học. Ngoài ra thì đây các bạn, đây là bạn Lê Đức Cường Minh, bạn mới bảo vệ khóa luận là tháng 9 năm 2013. Mặc dù là chưa tốt nghiệp xong nhưng mà bạn tiếp tục chuyển qua để theo tiếp cái chương trình. Đây là bạn đi tại Gulf Coast ở Florida, bạn mới được hình về thôi. Về cơ sở học tập thì chúng ta hay chúng ta đi tham quan chưa? Chúng ta thấy trường có rất là đẹp, không rất là dễ thương, và một cái phòng học rất là nhỏ. Điều đó các bạn người sinh viên rất là dễ dàng để học tập, cũng như là cơ hội chúng ta khi ôn luyện học gì đấy. Các phòng học rất là nhỏ, tất cả đều trang bị rất là đều có máy chiếu, đều có máy tính, tất cả đều có máy lạnh, rất sạch sẽ. Và đấy là chúng ta sinh viên năm bằng người. Đó, ngoài ra các sinh viên được đi tham quan rất là nhiều nơi. Đó, đây là những cái hoạt động câu lạc bộ. Các bạn hoạt động rất là nhiều. Đây là nhóm sư ban của trường, chắc là chúng ta cũng biết là nhóm sư ban rất là say xuất hiện không nào. Rồi và các bạn nhóm sư ban này rất là nổi tiếng, hoạt động rất là mạnh mẽ. Không những là xuất hiện nhiều trên sân khấu SIU mà xuất hiện nhiều trên sân khấu của đài truyền hình nữa. Cái gì là cái hướng tập không rõ là gì? Họ gặp nhau chưa hả chú? Chừng là 3-4 tháng gì đó thôi không ạ? Cô đang nghề gì? Nghề thì chú cũng có biết. Nghề từ cô là ca sĩ cũng đại. Bạn không gặp cô trong trường hợp nào? Gặp ra sao? Chúng ta biết thế này gì? Sữa mẹ.
tôi trở về hai để giải trí một chút chúng ta coi phim. Không phải coi phim đâu, đây là sinh viên trường đó, là Phan Tony. Sinh viên Phan Tony là sinh viên của trường mới tốt nghiệp năm 2012. Thì bạn Tony đã là nhân vật chính trong phim Trở Về Hai đây, chúng ta thấy không? Các bạn học hoạt động rất là nhiều, học quản trị kinh doanh mà các bạn có thể đi đăng tin. Đó là chúng ta thấy là ngoài không phải trong phim mà các bạn có công việc chính, nhưng mà các bạn thấy là cái sinh hoạt và quá trình rất là nhiều, rất là nhiều để các bạn có thể cùng tham gia được nhiều hoạt động khác chứ không chỉ là. Tôi cũng xin nói thêm về cái bộ của SIM. Đây là một cái điểm nhấn của trường, là một cái hoạt động mà rất là sôi nổi và mang lại hiệu quả rất là cao cho chính sinh viên của mình. Và các thầy cô cũng biết là giống như là học sinh của mình ở cấp lớp khi mà mình mới bước chân vào trường, thì sinh viên SIM như vậy, lúc mà mới theo học tại trường đại học Tết Sài Gòn thì các em cũng không có được năng động và tự tin, mà qua các chương trình hoạt động ngoại khóa của trường, qua việc tham gia các câu lạc bộ, thì sinh viên SIU có một cái đặc điểm là các em tham gia rất là sôi nổi, rất là hào hứng. Thì trường có các câu lạc bộ về nghệ thuật, về thể thao và về học thuật. Thì như là Phan Tony, em là sinh viên của chương trình quản trị kinh doanh, nhưng mà qua các cái hoạt động ngoại khóa của trường như vậy, các em phát hiện ra, các em nhận ra được cái khả năng nghệ thuật, có em thì phát hiện ra cái khả năng thể thao của mình, thì các em phát huy rất là tốt. Như là Phan Tony thì hiện nay là em là phát thanh viên của đài truyền hình thành phố, em tham gia đóng phim và làm MC của các chương trình. Ngoài ra thì như là thầy Quỳnh có nói, nhóm SIU Band là các em hiện giờ đó là các em vẫn đang liên thông tại trường, có em thì đã đi làm, có em thì đang học năm cuối ở trường, nhưng mà các em hoạt động trong tham gia các cái được đài truyền hình mời tham gia các cái chương trình rất là nhiều, và các em hãnh diện để được mang tên là SIU Band. Ngoài ra thì là các cái nhóm sinh viên của mình mà tham gia các câu lạc bộ nghệ thuật đó, là tích cực tham gia các hoạt động xã hội, như là tham gia các cái chương trình biểu diễn phục vụ công nhân viên ở các khu chế xuất. Đó cũng là những cái thành công của SIU trong cái việc đào tạo, ngoài cái đào tạo kiến thức còn đào tạo cái con người, cái khả năng của các em. Đây thì chúng ta đây là coi như cô Chi mới nói, chúng ta thấy là sinh viên nhóm sư ban đã diễn xuất hiện. Ngay sau đây sẽ là ca khúc Vạn Xa Xuân của nhạc sĩ Thanh Sơn. Quý vị hãy cùng chào đón phần biểu diễn của nhóm siêu ban. Yes.
trong lòng mình chứa chan. Tiếng hát vui vang đâu đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, mình xa yêu nhau xuân em như bức tranh tô đẹp thêm. Thì chúng ta thấy là sinh viên hoạt động rất là nhiều, chú trọng chúng ta thấy là rất là nhiều về vấn đề ngoại khóa như thế này. Và các chương trình ngoại khóa của trường là SIU mời các thầy cô, các nhà lãnh đạo cũng như là các cái nghệ sĩ làm về nghệ thuật, là những người rất là uy tín và có rất là uy tín trong xã hội mình. Ví dụ như là câu lạc bộ kịch nghệ thì SIU mời nhà báo đạo diễn Thanh Hiệp. Đây là một nghệ sĩ mà rất là có tên tuổi ở Việt Nam, trong làng nghệ của Việt Nam, đặc biệt là đối với phía Nam. Còn ví dụ như là câu lạc bộ âm nhạc thì SIU mời giảng viên từ Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh về để mà hướng dẫn cho các em. Trong các cái câu lạc bộ của SIU đều có cô uy tín như vậy, phụ trách cái việc mà hướng dẫn cũng như là giúp các em phát triển cái khả năng của mình. Nhóm siêu bé xuất hiện tại nhà thành phố tốt nghiệp tham tôi đi trong sân khấu SIU. Rồi bây giờ xin sơ qua về vấn đề về cơ sở vật chất của trường. Thì chúng ta đang ngồi tại đây là Lewis Campus. Thì chúng ta biết là khi thành lập thì trường Đại học Sài Gòn là ở 706A quốc lộ 52 quận 9. Nhưng mà do nhu cầu ngày càng phát triển thì trường thành lập những cơ sở mới và chính thức đi vào hoạt động ngày 15 tháng 7. Thì đây là Lewis Campus. Thì chúng ta lát đây chúng ta sẽ đi tham quan Lewis Campus một chút. Đây là tòa nhà 8 tầng có khoảng 4,000 m². Và chúng ta thấy nhìn ngồi nhìn đây thì chúng ta thấy một cơ sở đang xây dựng, đó là xin gọi là Flaming Campus. Thì Flaming Campus sẽ rộng hơn, có khoảng 5,000 m² và bao gồm tất cả những cái bao gồm nhiều cơ sở vật chất rất là đầy đủ, như là bao gồm sân thể thao đa năng, hồ bơi, nhà hát, tuy nhiên để đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của sinh viên cũng về học tập và giải trí. Thì tôi sẽ chiếu sơ qua về Flaming Campus mà chúng ta đang xây dựng. Flaming Campus, Flaming thì chúng ta lấy tên của một nhà khoa học người Scotland. Ông đạt giải Nobel về khoa y khoa năm 1945. Flaming Campus. Cái này cô cũng thấy nhé. Bên trái tòa nhà là sân thể thao đa năng. Và trong tòa nhà có hồ bơi. Chúng mình các thầy cô sẽ thấy mà các cái giảng đường của Flaming Campus thì các cái cơ sở thuộc sở hữu của SIU đều có một cái style về giảng đường, đó là các lớp học được giới hạn sĩ số để mà cái tính tương tác giữa sinh viên và giảng viên được phát huy tối đa. Đây là nhà hát của Flaming Campus. Hội đồng trường rất là quan tâm đến từng chi tiết khi mà xây dựng hai cái cơ sở mới này. Đây là câu lạc bộ nghệ thuật. Đây là chúng ta đây là những cái dự án tất cả cá nhân thì ạ. Dự án SIU
vô cùng chính này có diện tích là 5 hecta, có nghĩa là 50.000 mét vuông. Và tại dự án này, SIU sẽ xây dựng campus hiện đại và đúng tiêu chuẩn của các campus đại học ở Hoa Kỳ. Trong campus này có tất cả các cái khu học tập, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt, giải trí như là sân bóng rổ, sân bóng chuyền, sân bóng đá, nhà hát để mà sinh viên SIU có điều kiện sinh hoạt, học tập, nghiên cứu, giải trí như là sinh viên các nước phát triển. Các thầy cô cũng thấy là ngoài các tòa nhà để phục vụ cái việc học tập, nghiên cứu, sinh hoạt, giải trí thì trong cái SIU, dự án SIU này có cả các cái khu ký túc xá hiện đại dành cho các em. Ngoài ra còn một cái điều đặc biệt nhất của trường đại học Quốc gia Sài Gòn nữa, một cái phần quan trọng nữa, đó là trường xây riêng một khu gọi là truyền thống giáo mặt SIU. Thì nơi đây là để sinh viên ra ngoài, và tức là để nơi cuối cùng để chúng ta khi làm khi trước khi ra trường chúng ta làm lễ tốt nghiệp. Thì tôi chứ sơ qua chúng ta coi về khu truyền thống giáo ngoại. Thì trước khi tốt nghiệp trường luôn tổ chức một cái lễ truyền thống tại đây, khu giáo ngoại này đây là một khu điển hình như là một cái văn miếu tự giác đại học. Thì chúng ta biết là mình sẽ tổ chức như vậy để muốn rằng sinh viên nhớ đấy tiền nhân, nhớ công ơn của thầy cô, của cha mẹ. Các thầy cô cũng biết rất là công nhân giới thiệu của tập đoàn mình là tâm hồn Việt Nam như thế giới. Và đây cũng là mong muốn của các bậc phụ huynh của trường. Và thật sự là tập đoàn mình đã thực hiện được cái điều này. Thì tập đoàn quốc tế châu rất chú trọng đến việc giữ gìn và nâng cấp cái truyền thống văn hóa dân tộc trong tâm hồn học sinh sinh viên của tập đoàn. Học sinh của mình, sinh viên của mình thấm nhuần bản sắc truyền thống của người Việt. Các em chủ động hòa nhập với lại nền giáo dục thế giới. Các thầy cô cũng biết rằng là học sinh của mình ngoài cái việc học rất là giỏi hai cái chương trình ở trường, các em còn đạt được những cái giải thưởng, và các em nhiều em còn đạt được học bổng phim của các trường đại học uy tín trên thế giới. Thì học sinh sinh viên của tập đoàn biết giữ lễ nghĩa, yêu thương mọi người, biết tôn kính người lớn, biết gìn giữ truyền thống của dân tộc. Và cái việc xây dựng khu truyền thống giáo ngoại này là một trong những cái điều mà tập đoàn thực hiện đối với cái phương châm giáo dục của mình. Tập đoàn của mình đã phải mời các cái chuyên gia lịch sử học hỗ trợ cho trường. Sự đầu tư về hợp tác nước ngoài và sự đầu tư về các hoạt động ngoại khóa thì để mong rằng trường Đại học Quốc gia Sài Gòn sẽ là một trong những trường có uy tín lớn không những ở thành phố mà làm mong hy vọng rằng chuyến tham quan này giúp quý thầy cô hiểu thêm về trường đại học Sài Gòn. Rất là cảm ơn.